Ôi con cá lóc má nội. Yeah. Nè đây bỏ cái bọc nè. Cái gì? Nghe nào. Ờ. Ước chưa chuột hết rồi. Yeah. Mua này mà cắt gì? Con cá chạy lên xịn như vậy. Nó thắng không kịp rồi. Tao lấy á, đúng rồi đó. Gì? Có tính bỏ không dính? Cái giờ này anh xúc mạnh là nó ọc cho ngoài. Mày vừa hay gì chứ mày? Cái lóc nè. Gì mà hứ nó dữ rồi.
Bây giờ đâm hết xúc nữa, ọc ra ngoài. Rồi đuôi cục hết trơn rồi kìa. Xem chúng cái đuôi này. Ê, gì? Cá này nướng mà không kìa. Cá nó phi được màu này ngộ quá. Ừ. Xúc mình xúc cá lẫn xúc đất à. Trình nó hết. Ờ. Ok nè. Qua mấy cái lên kiếm thôi mình nằm thẳng hết. Vậy mới mời chứ, đúng không? Em nhất là vậy. Một lượng một cỡ không vậy, nó lứa vậy. Hả? Con ba này nó vô đi. Tôi chuẩn bị qua cái ga anh tư rồi. Mình định vô phan phan ga nha, đừng đẩy nha, đừng đẩy nha. Con ba vô bên lái cũng dịch. Trước tôi cảm thấy đạp ra cái học tôi đặt vô cái chỗ chứ. Ừ. Em trâu ra. Trâu phai phai phai. Rồi hơi sống luôn. Ừ. Đầu cá vô mé nè. Hiện tại giờ mua nặng hàng lắm anh em ơi. Giờ phải hai anh em chạy lúc ngoài kia, bơ lúc ngoài kia. Ôi, chốt. Bơ lúc ngoài kia có ai cậu à. Vô gầm cậu. Nấp mới được. Mình mãi ướt hết trơn rồi. Thấy anh Tư không? Hồi nãy có nhẹp hết rồi em. Cô chú anh chị hiểu như thế nào đó. Cái gì? Không khác gì đâu. Trời ơi, cái gì vậy anh? Nhưng mà anh chị không có drag đấy. Cái quần này có lên không nha. Ô phiền. Mấy chiến kèn bác trái qua trái này mà ở miền Tây mình là mình bác này là
cho không có thèm luôn á, tại ai cũng đất ai cũng có chứ, cặp bờ kinh nè. Còn ở Bình Dương thì tao nói bán không luôn á, dặm đá uống ngon lắm á. Cái gì vậy anh? Rồi còn nắm biết kìa, chứ kìa chú trắng trắng. Ừ chàng ngư biển, ngư chàng thôi qua là có chuột lên tiêu luôn à. Mình đắm rau này thấy mình nó quen. Ê cái bên kìa, họ để cái chân luôn hai con luôn á, ngư biển nữa. Anh chị cá sợ bá chiến dịch đó chứ. Cái này chở chiếc vỏ này chở 12 cửa ngục anh chạy ra sắp tới cầu rồi, tới cầu. Ui mất tiêu rồi. Chơi đây về đâu chứ, không phải đâu, bự lắm, cái con phi bự lắm. Vừa tao mất tiêu luôn rồi. Ủa tiếc ghê luôn á. Ừ. Chắc có nước mưa nè. Ồ, tiếc cái con phi cái này ghê luôn kìa. Em ơi, tới chân cậu anh em ơi. Tắt máy vô đây chút xíu đi, hết mua ra nữa, mua lớn á, ước mình hết rồi.